Chị Kha, chị Minh, chị Bảo mới ngủ dậy hả? Mọi người ra đây ăn bánh nè. Ủa? Cái gì đây? Dạ, là bánh đó bà. Ai không biết bánh, nhưng mà bánh ở đâu? Dạ, chú nói là bánh này mới ra lò, cho nên kêu con đem lên cho mọi người ăn. Chú là ba con đó hả? Dạ. Vậy là em thật sự mới lên đây á hả? Dạ. Thôi con mời mọi người ăn. Con lên phòng chuẩn bị đi học. Nè, ăn sáng đi con, ăn sáng đi chứ. Con ăn sáng ở phòng làm bánh rồi. Thôi con mời bà, hai chị với Bảo ăn nha. Nè, vô ăn sáng đi, vô ngồi chỗ ăn sáng đi con. Nè, ngon không? Má. Ủa con, tối qua má ngủ ngon không? Chào má. Ba. Ngủ ngon. Chà, hôm nay mấy đứa ngoan quá ha, không có đứa nào ngủ nướng hết ha, nhất là con đó. Nè, dạ? Con ngồi xuống ăn sáng đi. Dạ, con ăn rồi, con ăn ở trong phòng làm bánh rồi. Giờ thôi con lên phòng con thay đồ, chuẩn bị đi làm luôn. Má với lại mấy đứa nhỏ ăn sáng đi nha. Dạ. Không lẽ ba với thằng Nguyện đã ăn chung với nhau? Mỗi lần ba đâu có cho người khác vô phòng làm bánh đâu. Bình thường ba cấm ghê lắm mà. Tại sao ba cho nó vô phòng làm bánh? Nhưng mà con nhớ nó giống như là cái mùi ngọt của đường thắng vậy đó. Mà hình như nó còn có mùi chua chua của bia nữa. Nhưng mà nó nhẹ hơn. Lần nào đi nghe tiệm bánh con cũng nghe cái mùi giống như vậy, cho nên con nghĩ là mùi bánh á. Đây chính là cái mùi đặc trưng của quá trình lên men. Thông thường người ta phải rờ vô để đo được cái độ tới của bột nhão. Nhưng mà hy hữu lắm mới có được một người chỉ cần ngửi được cái mùi men là biết được là loại bột gì. Thậm chí là ngửi được cái mùi bột nhão thì biết được là loại bánh gì. Những người như vậy thì cả đời thầy chỉ mới gặp được có một. Anh Mừng, anh làm được không? Được chứ. Thì ngửi một bột bánh mà biết được loại bánh đó. Còn mày sao? Thầy đã nói rồi, trong đời của thầy, thầy chỉ mới gặp một người duy nhất thôi. Một người có cái mũi siêu phàm, chỉ cần ngửi bột thì biết là loại bánh gì.
Vậy mà thằng Nguyện lại ngửi được cái mùi đó. Ê, có thiệt là hồi sáng sớm mày ăn sáng với ba ở dưới phòng làm bánh đúng không? Ừ đúng rồi. Tao không tin. Sao mày vô trong đó được? Sao lại không được? Hồi sáng anh ở đó với chú thiệt mà. Mày đã làm cái gì? Làm sao mày vô trong đó được? Thì anh ngửi thấy mùi thơm, cho nên anh đi theo xuống dưới đó. Bộ như vậy không được hả? Tất nhiên là không được. Cái thứ như mày á thì không được bén mảng tới đó. Đâu có đâu, chú cho anh vô mà. Cái gì? Sáng thứ hai, sáng thứ tư, chú đều làm bánh ở đây. Nếu mà con muốn coi thì con có xuống coi lúc nào cũng được. Thiệt hả chú? Mày đừng có nói xạo. Anh đâu có nói xạo đâu. Không tin á, bảo tự đi hỏi chú đi. Ba chưa bao giờ cho tao vô cái phòng đó. Ba nói tuyệt đối không ai được tùy tiện tới đó. Cả tao, mấy chị, cả má và cả nội cũng không được vô. Ba nói ba không muốn bị làm phiền, vậy mà mày nói ba cho mày vô. Mày nói vậy ai mà tin mày? Thiệt hả? Thiệt cái gì? Bộ thiệt là bả chưa từng vô phòng làm bánh luôn hả? Vậy lần sau bả vô phòng làm bánh chung với anh đi. Ở dưới đó có nhiều cái nhìn hay lắm á. Tại sao tao phải vô đó? Tao không thèm. Bộ bả không thích con làm bánh mì hả? Tao không thích. Trên đời này tao ghét nhất là bánh mì. Kể cả ăn tao cũng không thích. Mày hiểu chưa? À, tuần trước bà không xuống sưởng bánh được, cho nên tuần này phải đi. Hai đứa chuẩn bị đi với bà. Chú, con không được đi nữa hả chú? Thằng này cũng được đi nữa hả ba? 10 phút nữa xuất phát, hai đứa chuẩn bị nhanh lên. Dạ, con xuống liền. Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi. Phải cô níu với hai bàn tay ai ơi.